này giá là 5 triệu chín anh em sẽ được tặng luôn một cục pin 4A miễn phí cục pin này đang bán với giá là 1 triệu 250 ngàn anh em lưu ý cái chương trình này, này theo sau phần review của mình xin chào anh em chứ mời anh em đó là một cái máy khoan bê tông mới của hãng Dewatt dùng pin 20V con này mã là DCH 273B với mức giá đang bán tại sao là một cũng rất là hấp dẫn Chỉ có 5 triệu chín anh em ha Và trong uh, cái chương trình này đang có một cái ưu đãi rất là hấp dẫn Khi anh em mua cái thân máy này Anh em nhìn thấy cục pin đây là anh em hiểu rồi ha Nhưng mà từ từ anh em bình tĩnh Mình sẽ công bố cái chương trình này Sau khi mình giới thiệu sản phẩm này Vì video này là video giới thiệu cái sản phẩm này Vì đây là một sản phẩm mới những anh em nào đang sử dụng hàng của đề đã có pin sạc rồi thì đây là cơ hội để chúng ta nâng cấp cái bộ đồ nghề của mình lên với một cái máy khoan bê tông, à khoan đục bê tông rất là hấp dẫn. Ba chế độ anh em có thể dùng để khoan đục bê tông đi công trình mà không cần phải điện đài cho nó tốn các công ha. Và con này nó lực đập của nó tới 2.1 Jun. quá dữ luôn. Quá dữ luôn anh em, 2.1 Jun là rất là mạnh mẽ luôn. Nhiều anh em có một cái lầm tưởng rằng là, là xài máy điện thì nó sẽ khỏe hơn cái máy pin. Không có đúng đâu nha anh em ha. Về mặt về mặt thực tế, về mặt thông số là một cái máy điện và cái máy pin đó là cái năng lực làm việc nó sẽ cái sức mạnh của nó là thậm chí là máy pin có một số dòng nó còn cao hơn máy điện Nhưng mà tại sao người ta lại ngại sử dụng máy pin? Thì đơn giản sử dụng pin thì nó hết pin à, Nó sẽ phụ thuộc vào pin nó là lúc trường hợp mình làm việc nặng nó hết pin đó, thì mình làm sao? Nó là đơn giản vậy thôi Nó ngại là ngại cái việc pin nhưng mà hiện tại công nghệ pin nó lên một cái tầm cao mới đặc biệt khi anh em sử dụng những dòng pin của hãng đề quát dòng sa dòng chính hãng như thế này khi anh em khi anh em sử dụng nó đảm bảo với anh em là cái độ bền ha cái độ bền cái độ khỏe cái độ giữ pin cầm pin của nó trên thị trường có hàng hàng chục những cái dòng máy sản phẩm đề quát nhái giả trên thị trường rất nhiều à, và anh em biết tại sao nó rẻ không đương nhiên cái đồ rẻ thì nó có lý do của nó không phải tự nhiên mà nó rẻ đồ xịn nó mắc tại vì cái xeo trong đây là xeo xịn xeo trong đây là toàn là xeo xịn hết khả năng cầm pin giữ pin cái khả năng sạc của nó rất là tuyệt vời thì khi mà anh em xài nó mang lại cái hiệu năng rất là cao còn cái máy này anh em thấy đây là cái máy được thiết kế rất là gọn nó có chức năng chống sốc tay cầm rồi dùng chui sds phổ thông về trên đây anh em thấy rất là nhỏ ở chỗ này nó có cái bộ giảm sốc nè anh em thấy không cái bộ giảm sốc như là cái phuộc đi của cái xe này đó anh em đảo chiều anh em gạt qua đây nó có cái chỗ để mình nhán mình móc trên cái quân quần mình luôn đó và bây giờ mình thở động máy cho anh em coi nè u uh, chạy rất là êm luôn nha anh em nha đây là chế độ đục đây là chế độ khoan không thường u uh, cái đèn nè anh em đèn cực kỳ sáng luôn đó và mình chuyển lại chế độ vừa khoan vừa đục nè cái máy khoan đục bê tông dùng pin nó khác với đồ điện ở chỗ nào là khi anh em bóp á nó chạy anh em buông là nó ngừng liền nó có thắng nha anh em ha à, nó rất là đã luôn nó không có bị ồn ào giống như một cái máy điện anh em hãy nghe cái tiếng kêu thôi là đã khác biệt rồi bây giờ chúng ta kết hợp gắn với cái mũi khoan vô thì bình thường nếu chúng ta xài một cái máy điện cái độ ồn là 100 trăm dB đi thì giảm cái máy này hiện tại á cái máy chạy không thì anh em thấy cái độ ồn của nó đã thấp rồi thì cộng lại đương nhiên nó sẽ giảm đó thì chúng ta xài một cái máy pin nhìn nó chuyên nghiệp nè nó an toàn nè nó hiệu quả nè nó ít ồn nó ít mệt mỏi nó ít stress ok nó chỉ stress là tiền thôi nhưng mà mình mua máy về để mình kiếm tiền thì nó hoàn toàn xứng đáng trừ khi anh em mua về anh em chơi á anh em mua về anh em ngắm á thì anh em có thể anh em suy nghĩ hoặc là anh em về anh em mua về mà anh em không xài ha còn rõ ràng mình mua mình xài thì cái việc mà nó phát huy hiệu quả đó nó giúp mình làm việc nhanh hơn thì rất là ok ha anh em ha rồi để mình kiểm tra coi có đang có cái chương trình khuyến mãi gì hay không đây hàng này thì nó có sẵn tại store rồi nha anh em nha khi anh em qua mua thì anh em cứ à, đến hàng có sẵn luôn ừ, có sẵn tới hai ba con lận luôn á à con này là động cơ không chổi thang nha anh em động cơ không chổi thang đó ờ à, bảo hành là 3 năm nữa nha anh em nha máy là bảo hành 3 năm, pin bảo hành là một năm Trong cái bộ này không có pin chỉ có thân máy thôi, nó sẽ nằm như thế này Đấy, Trong đây nó chỉ có thân máy thôi, cục pin đó là mình lấy lên để mình thử cho anh em coi thôi Mình thử cho anh em thôi, coi thôi Để mình đọc coi nó có thông số gì thêm để mình bổ sung cho anh em nghe nha 5 triệu 9 đó anh em á, 5 triệu chín cho cái thân máy này Bữa trước có cái anh qua anh kiếm mà hực nó tiếc rồi lúc đó là không có ha, à, bây giờ thì nó đã về rồi ha anh em ha Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thì mua thường những anh em mà đi công trình á bữa cái anh đó anh qua anh mua mình khuyết hụt ảnh à, mua cái con Stanley ảnh không mua ảnh nói là ảnh đã quen xài đều quá rồi và ảnh tin tưởng là cái máy này là sẽ xài bền tại vì thợ ảnh phá dữ lắm à mua mấy cái máy kia về quất mấy máy phát mà nó hư hết trơn thì bây giờ chơi cái này cho nó đã ha anh anh ha rồi cái chương trình này như sau chỉ có hai máy duy nhất mà thôi anh em nào mua cái thân máy dch 273 b này giá là 5 ,9 triệu chín anh em sẽ được tặng luôn một cục pin 4A miễn phí Cục pin này đang bán với giá là 1 triệu 250 ngàn Anh em lưu ý cái chương trình này là theo sau phần review của mình Phần đầu là mình review, phần sau này là mình giới thiệu cho anh em thêm chương trình Hiện tại nó có chương trình như vậy, mai mốt nó hết thì thôi nha anh em nha 1 triệu 250 ngàn tặng luôn, miễn phí Anh em thấy ghê không? Một cái máy 5 triệu 9 tặng cục pin 1 triệu 2 Đó là một cái mức tặng rất là lớn rồi Nhưng những anh em nào đang có nhu cầu mua để đi công trình mua hai máy thì sẽ được hai cục pin nữa là chúng ta tiết kiệm được tới hai triệu rưỡi và mình nhắc lại với anh em chỉ có hai máy duy nhất mà thôi chỉ hai máy duy nhất dành cho hai người nhanh tay nhanh chân hai người may mắn hai người đang có nhu cầu ha và muốn chốt nhanh gọn lẹ thì hãy liên hệ store là một địa chỉ là 234 đường Bình Thới phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh muốn liên lạc anh em có thể vào website store là một vn có đầy đủ thông tin nơi để anh em có thể nhắn tin qua Facebook Zalo số điện thoại vân vân đầy đủ không thiếu cái gì hết trơn ok quá tuyệt vời cho một sản phẩm như thế này cảm ơn em đã xem mình là vinh chúc em luôn luôn vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại